nơi nào cõi tình. Có người cắt tóc lên núi cao tìm cõi Phật, có người khoác áo nâu sồng vào rừng sâu tìm cõi Phật. Khi được hỏi cõi Phật ở đâu, Phật trả lời: các loài chúng sinh là cõi Phật của Bồ Tát. Chúng sinh chi loại thị Bồ Tát Phật độ. Thì ra vậy, thì ra cõi Phật của Bồ Tát không ở đâu xa, ở nơi các loài chúng sinh thôi, quanh ta và trong ta thôi. Đó là những chúng sinh muôn hình vạn trạng, nheo nhóc, khổ đau, chẳng chịt, quấn quýt, xà quần sáu nẻo luân hồi, bay nhảy không ngừng, sáng trưa chiều tối, kiếp này kiếp khác, quần quật không an. Bồ Tát chỉ cần thành tựu chúng sinh đó, tức thì cõi Phật hiện ra ngay, không phải tìm kiếm đâu xa. Nhưng thật không dễ, chúng sinh ngoan cường, cứng cỏi, lì lợm ở cõi ta bà này, không dễ mà hàng phục, không dễ mà trụ lại một chỗ an vui. Nhưng cũng chính nơi cõi ta bà này, đầy gian khó này, mới cần có Bồ Tát, và ngược lại, cũng là nơi Bồ Tát hoàn thiện chính mình. Không có chúng sinh, cũng chẳng cần Bồ Tát. Cho nên khi Bồ Tát thành tựu chúng sanh, thì chúng sanh cũng thành tựu Bồ Tát vậy. Ý dẫn các pháp, nhất thiết duy tâm tạo, mọi thứ do tâm tạo ra. Tâm tịnh thì Phật độ tịnh, tìm kiếm đâu xa, hay quay về nương tựa chính mình. Phật đã chẳng khuyên như vậy từ khởi thủy sao? Cớ sao ta cứ mãi loay hoay, mãi chạy vậy, mãi tìm kiếm đâu vậy? Mấy ngàn năm trước, đệ tử giải không hạng nhất của Phật đặt câu hỏi: Vân Hà ưng trụ, Vân Hà hàng phục kỳ tâm, tức an trụ tâm cách nào, hàng phục tâm cách nào? Phật nói dễ lắm, dễ lắm. Chỉ cần ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Đừng có trụ cái tâm vào đâu cả là xong. Nhưng đâu có dễ mà vô trụ. Ta hết trụ thứ này thì trụ thứ kia, hết trụ người này thì trụ người khác, chỉ quên trụ vào chính mình. Khi Bồ Tát quán tự tại, tức quán Thế Âm, hành thâm bát nhã ba la mật đa, thì bỗng bừng ngộ, thấy rõ ngũ uẩn đều không, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức khắc độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là đưa tất cả các khổ đau ách nạn đi chỗ khác, tâm trở nên hoàn toàn thanh tịnh, và như thế cõi Phật đã hiện tiền. Từ đó mà đã có thể từ nhãn thị chúng sinh, nhìn chúng sinh với con mắt đầy yêu thương, thấu cảm. Bởi cõi Phật đó ai cũng có sẵn, chỉ vì không thấy biết mà luân hồi sinh tử mãi miết đó thôi. Buổi mai hôm đó, Phật vừa rời khỏi tịnh thất sau 3 tháng an cư kiết hạ, đưa mắt nhìn các đệ tử của mình nghiêm trang tu tập. Người ngồi dưới gốc cây, người ngồi trên tảng đá, tất cả đều tinh cần chánh niệm, tỉnh giác. Tất cả đều sống một đời sống đạm bạc, kham nhẫn, tri túc, đúng như lời Phật dạy. Ngài rất hài lòng. Đa số các vị này đã là A-la-hán, đã tròn đầy phạm hạnh, đã đặt gánh nặng xuống và đã vô sinh, không trở lại cõi ta bà ô trược này. Một số vị Bồ-Tát lớn thì đang dày đây mai đó, bươn chãi nơi này nơi kia, thuyết giảng cho chúng sanh con đường giải thoát. Còn số Bồ Tát nhỏ mới tu thì đang quét lá, dọn dẹp chỗ trú sau mùa mưa bão. Nơi Phật an cư kiết hạ mùa này không xa thành Tỳ Gia Ly dưới kia, một thành phố lớn, một đô thị giàu có, dân cư đông đúc, nơi chúng sinh người thì nheo nhóc lặn ngụp trong bao nỗi lo toan, sợ hãi, ốm đau, già nua bệnh hoạn, người thì chọc phú hoanh hoang, nứt đổ đố vách, lặn ngụp trong cảnh xa hoa, lên xe xuống ngựa, kẻ hầu người hạ, bên cạnh là các vương tôn công tử áo gấm quần hoa, ăn chơi trác táng, tửu điếm trà đình, và rất nhiều thanh lâu sang trọng với những cô kỹ nữ khuynh thành, đón người cửa trước, rước người cửa sau, và rượu và thuốc gây nghiện tràn lan. Bên cạnh đó là những bậc trí giả ngày đêm tranh luận không ngừng về những triết thuyết cao siêu huyền bí, giải thích mọi hiện tượng của vũ trụ và loài người. Ai cũng cho mình đúng nhất, hay nhất. Nơi thành Tỳ Gia Ly đó không ít kẻ vì tranh ngôi đoạt vị mà tay không ngần ngại nhúng máu nhúng chàm, gây oán chuốc thù, chiếm đất giành dân không ngớt. Thành Tỳ Gia Ly rực rỡ ánh đèn dưới kia,
khiến cho Phật thấy đã đến lúc phải thay đổi cách tiếp cận mới, mong giải thoát được chúng sinh. Làm sao mà các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát đạo cao đức trọng đã xuất gia theo Phật bấy nay, đang tính tọa xung quanh Phật, bây giờ lại có thể tiếp cận được với các bậc vương tôn công tử, với các quan chức, với các nhà buôn dưới kia đây? Làm sao mà các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát đạo cao đức trọng đã xuất gia theo Phật bấy lâu nay, tiếp cận được với các cô nàng kỹ nữ, nhan sắc kiêu kỳ ở các thành lâu trà đình tiểu điếm dưới kia đây? Làm sao mà các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát đạo cao đức trọng lại có thể vào tận các ổ mại dâm, động ma túy xa đọa dưới kia để thuyết giảng lời Phật? Nhớ lại có lần một đệ tử đi khất thực suýt nữa thì rơi vào tay một kỹ nữ, Phật không khỏi băn khoăn: ai đây có thể tiếp cận được? Cách nào đây có thể tiếp cận được? Ai đây sẵn lòng xâm nhập vào chốn bùn nhơ mà đủ năng lực giúp đỡ, hỗ trợ người khác vượt qua? Không chỉ với những lời khuyên suông, lý thuyết trên mây, cao ngạo và xa cách, mà từ những thực tế của cuộc sống. Vì Phật đạo không xa cách thế gian, Phật đạo ở ngay trong lòng thế gian. Làm sao cho những cánh sen xanh biếc mọc lên từ chốn bùn nhơ? Phật là một nhà sư phạm tuyệt vời, thường dùng phương pháp giáo dục chủ động, dựa vào đối tượng đích mà thuyết giảng. Thế mà cũng có lúc hàng mấy ngàn thính chúng cũng đã bỏ đi vì không thể tin, không thể hiểu được điều Phật dạy. Người ta không dễ tin có viên ngọc trong chéo áo kẻ bần cùng, không thể tin để bà Đạt Đa, một người phạm tội vô gián như thế, được Phật thọ ký thành Phật mai sau. Cách tốt nhất để tiếp cận ở đây là phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng. Cộng đồng Tỳ Gia Ly có những đặc thù của nó, phải tiếp cận dựa vào nó, tự trong nó. Không thể đưa các vị A-la-hán đạo cao đức trọng, phạm hạnh tròn đầy đến thuyết phục được các bậc vương tôn công tử, doanh nhân thành đạt, các cô kỹ nữ lầu xanh. Không thể đưa các vị Bồ-Tát trí huệ thâm sâu đến thuyết phục các bậc vương tôn công tử, doanh nhân thành đạt, các cô kỹ nữ lầu xanh về nhất thiết duy tâm, vô thường vô ngã, thực tướng vô tướng. Phải có người tại chỗ, phải từ bùn mà sen mọc lên. Có lần các vị Bồ Tát phương xa đến cõi Ta Bà bình nguyện giúp Phật một tay, Phật từ chối, và ngay lúc đó đã có vô số các Bồ Tát tùng địa dũng xuất tại chỗ, từ đất vọt lên, sẵn sàng lãnh trách nhiệm. Phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng này đòi hỏi phải có sự tham gia của cộng đồng và có kỹ thuật học thích hợp mới thành công. Không có sự tham gia của cộng đồng, không sử dụng kỹ thuật học thích hợp thì các phương pháp dù có hay cách mấy mà áp đặt xa lạ cũng trở nên vô ích, thui chột vì không hợp thổ ngơi. Đối tượng đích lần này là 500 con nhà trưởng giả, trẻ tuổi, vương tôn công tử, đại gia, doanh nhân, trí thức của thành Tỳ Gia Ly. Tất cả họ đều đã phát tâm A Nậu Đa La, Tam Miệu Tam Bồ Đề, nhưng chưa biết cách phải thực hành thế nào vì họ không thể xuất gia như các vị Bồ Tát kia. Vấn đề là làm thế nào để các vị trưởng giả trẻ tuổi, danh nhân tri thức có thể trở thành Bồ Tát ngay tại cộng đồng của họ mà không cần phải cắt tóc đầu tròn áo vuông của một vị sa môn đây? Thực ra thì buổi thuyết giảng đặc biệt hôm nay của Phật tại vườn xoài không chỉ dành cho đối tượng đích nói trên, mà còn chủ yếu dành cho tất cả các vị A-la-hán Bồ Tát cùng các đệ tử gần xa của Phật, để chính họ tự nhìn lại chính mình và cũng phải tự thay đổi. Bởi thay đổi cái nhìn vốn là một sự thay đổi không hề dễ dàng. Phật muốn giới thiệu một phương pháp tiếp cận mới, tiếp cận dựa vào cộng đồng qua một mô hình Bồ Tát mới, Bồ Tát tại gia, qua hình tượng một nhân vật kiệt xuất Duy Ma Cật ở ngay trong thành Tỳ Gia Ly vậy. Trong thành Tỳ Gia Ly có một chàng con nhà trưởng giả tên là Bảo Tích, cùng 500 chàng con nhà trưởng giả khác, thảy đều cầm những lọng bảy báu đến nơi Phật ngự, đầu và mặt làm lễ sát chân Phật. Mỗi chàng đều đem lọng của mình mà cúng dường Phật. Oai thần của Phật khiến cho các lọng báu hiệp thành một cái lọng duy nhất, che trùm cả thế giới Tam Thiên Đại Thiên. 500 vị vương tôn công tử, trí thức, doanh nhân của Tỳ Gia Ly đến diện kiến Phật. Ai nấy đều trình bày cái hay cái giỏi của mình, cái logo với cờ xí oai hùng của mình. Nhưng Phật đã tức khắc khiến cho các lọng báu hiệp thành một cái lọng duy nhất,
bởi không có gì chia rẽ ở đây cả, bình đẳng tuyệt đối. Buổi thuyết giảng này là về một mô hình mới Bồ Tát Tại Gia Duy Ma Cật với pháp môn bất nhị bất khả tư nghi. Phật dạy các loài chúng sinh là cõi Phật của Bồ Tát. Tại sao vậy? Bồ Tát tùy theo chỗ giáo hóa chúng sinh mà giữ lấy cõi Phật, tùy theo chỗ điều phục chúng sinh mà giữ lấy cõi Phật, tùy các chúng sinh muốn dùng cõi nước nào để vào trí huệ Phật mà giữ lấy cõi Phật, tùy các chúng sinh muốn dùng cõi nước nào để phát khởi căn Bồ Tát mà giữ lấy cõi Phật. Tại sao vậy? Bồ Tát giữ lấy cõi nước thanh tịnh là vì muốn làm lợi ích cho chúng sinh, nhưng nếu muốn xây cất nơi hư không thì không thể được. Bồ Tát cũng vậy, vì muốn giúp cho chúng sinh được thành tựu, cho nên nguyện giữ lấy cõi Phật. Việc nguyện giữ lấy cõi Phật đó chẳng phải là việc xây cất nơi hư không. Bồ Tát tùy lòng ngay thẳng mà khởi làm, tùy chỗ khởi làm mà được lòng sâu vững, tùy lòng sâu vững mà tâm ý được điều phục, tùy chỗ điều phục mà tâm ý làm được theo đúng như thuyết giải, tùy chỗ làm theo đúng như thuyết giải mà có thể hồi hướng, tùy chỗ hồi hướng mà có sức phương tiện, tùy sức phương tiện mà giúp cho chúng sinh được thành tựu, tùy chỗ thành tựu cho chúng sinh mà được cõi Phật thanh tịnh. Tùy cõi Phật thanh tịnh mà thuyết pháp thanh tịnh, tùy chỗ thuyết pháp thanh tịnh mà trí huệ được thanh tịnh, tùy trí huệ thanh tịnh mà tâm được thanh tịnh, tùy tâm được thanh tịnh mà tất cả công đức đều thanh tịnh. Cho nên nếu Bồ Tát muốn được cõi nước thanh tịnh, hãy làm cho tâm thanh tịnh, tùy tâm thanh tịnh, ắt cõi Phật thanh tịnh. Hành trang về cõi Phật. Cách này hơn 2600 năm lịch sử, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bậc giác ngộ thể nhập chân lý tuyệt đối, chấm dứt vòng sinh diệt, tham ái vô minh, thành tựu viên mãn con đường an vui giải thoát, đã xuất hiện nơi thế gian, hướng dẫn chỉ ra cho chúng sinh thấy được sự thật về khổ, nguyên nhân của khổ, niết bàn tịch tịnh và con đường đi đến, mở bày 84,000 pháp môn nhằm đối trị với 84,000 căn bệnh phiền não của chúng sinh. Đặc biệt, một pháp môn được 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Tổ sư khuyên tin nhận thực hành, rất cần thiết và phù hợp với trình độ căn cơ của chúng sinh thời mạt pháp, vẫn không ngoài pháp môn tịnh độ. Duyên khởi để hình thành nên tông tịnh độ được căn cứ vào nhiều bộ kinh do Đức Phật thuyết. Căn bản được biết qua 3 bộ, đó là Kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và Tiểu Kinh A Di Đà. Các bản kinh được các bậc danh đức cao tăng phiên dịch như các ngài Huyền Trang, ngài Cưu Ma La Thập. Luận về thời tiết căn cơ của người thời mạt pháp, bậc thượng căn rất ít, người trung và hạ căn chiếm phần đa số. Nếu nghiêng về đường hướng tự lực tu trì khó bề thành tựu. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn có lời huyền ký: đời tương lai kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi thương xót riêng lưu trụ kinh này khoảng 100 năm. Nếu chúng sinh vào gặp kinh này tùy ý sở nguyện đều được đắc độ. Lại nơi Kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn đã bảo: trong thời mạt pháp, ức ức người tu hành, ít có kẻ đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Thế thì môn tịnh độ là phương thuốc hay hợp thời cơ cho xã hội nhân loại ngày nay? Nhưng tại sao ta cần nguyện cầu sanh về tịnh độ? Mục tiêu hướng đến là gì? Vì người được sanh về cực lạc thế giới rất hẳn được các điều khổ não ở thế gian, căn bản như tam khổ, tứ khổ, bát khổ và đầy đủ thắng duyên trợ đạo, thẳng bước đến quả vị vô sanh, thành tựu trọn vẹn sự nghiệp giác ngộ giải thoát mà trở lại khai ngộ chúng sinh trong các cõi. Nhưng người muốn sanh về lạc quốc cần hội đủ 3 điều kiện về lòng tin, nguyện tha thiết và sự thực hành, thường được gọi là tín, nguyện, hạnh, là 3 món tư lương làm nền tảng, là hành trang cho hành giả trên đường đi về cõi Phật. Vậy thế nào là tín, nguyện, hạnh? Tín là niềm tin nhận lời chỉ dạy nơi Đức Bổn Sư, tin có Đức Phật A Di Đà đã phát 48 đại nguyện và thành lập nên thế giới thanh tịnh trang nghiêm. Tin ta niệm Phật sẽ được Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh. Trong Kinh A Di Đà có đoạn chư Phật trong 10 phương, hiện tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên, đại thiên,
khuyên bảo chúng sinh khởi tâm tín nhận phát nguyện cầu sanh cực lạc. Tướng lưỡi rộng dài là do quả báo nói lời chân thật, do đó không thể xem đây là lời hư vọng. Và lại chư vị Bồ Tát như là Văn Thù Phổ Hiền Thế Chí, các vị tổ sư như là Mã Minh Long Thọ đều thuộc vào các hàng đại trí sự tu tập chứng đạt đã cao sâu, vẫn phát nguyện cầu sanh về tịnh độ. Chư vị thiền sư như các ngài Liên Trì, Triệt Ngộ, Ngẫu Ích, Kiên Mật thuộc vào hàng Long Tượng, sau khi tham thiền ngộ đạo lại trở về Hoàng Dương tịnh độ. Thế nên khi nhìn lại bản thân mỗi người chúng ta về khả năng hiểu biết cũng như hành trì tu tập không bằng các ngài, để rồi từ đó biết định hướng tìm chọn pháp môn phù hợp, quyết chắc giải thoát trong hiện đời. Đã có niềm tin làm nền tảng, cần khởi tâm chí thành tha thiết cầu nguyện sanh về, mong cầu tha lực nơi Phật tiếp dẫn vãng sanh. Như sự mong mỏi tìm cầu khi con thơ lạc mẹ, lại như kẻ bị chết chìm trong lòng chỉ duy được người cứu trợ vớt lên. Có được như vậy tâm nguyện cầu sanh mới tha thiết, cảm thông với lòng từ độ sanh của chư Phật. Về phần thực hành được chia làm 4 cách, gồm có thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Trong đó trì danh hiệu Phật là phương cách thích hợp với đa số quần chúng hơn cả. Do vì 3 cách còn lại đòi hỏi hành giả phải có đầy đủ căn cơ, sự hiểu biết hành trì mới mong đạt được kết quả. Cách thức trì danh không đòi hỏi sự hiểu biết thâm sâu, dễ tu, dễ chứng, nên từ xưa đến nay có rất nhiều chư vị Bồ Tát tổ sư, các hàng đạo hữu hướng về tu tập. Lại như các ngài Thiên Thân, Tổ Tông Duy Thức, ngài Trí Giả, Tổ Tông Thiên Thai, ngài Hiền Thủ, Tổ Tông Hoa Nghiêm, tuy hằng dương pháp môn của mình nhưng vẫn thầm lặng trì danh hiệu Phật cầu sanh tịnh độ. Để cho sự thực hành chuyên cần không hư dối, sớm mau thành tựu, đòi hỏi mỗi hành giả phải có lòng tin sâu sắc, tâm nguyện chí thành. Ở đây về kinh nghiệm bản thân cũng như học hỏi theo lời chỉ dẫn của các bậc đi trước về sự tu tập phẩm hạnh, muốn được chuyên sớm đạt kết quả. Điểm quan trọng ta cần tạo vững chắc niềm tin, không để lay chuyển theo ngoại cảnh. Dầu được chư Phật hiện ra dạy bảo cách thức tu tập tốt hơn, dễ bề thành tựu hơn, cũng xin từ chối bỏ qua, chẳng dám nhận lời. Khi thực hành cần được bền lâu đều đặn, thường tự nhắc nhở, không để thân tâm rảnh rỗi, u du buông lung nơi trần cảnh. Tạo tác các hoặc nghiệp ra nơi 6 căn, để rồi mãi trôi lan trong vòng sinh tử luân hồi. Lại người niệm Phật, cần thực hành phần giới luật mà Phật đã chế định. Tùy khả năng điều kiện của từng người mà có sự khác biệt. Vì giới là nền tảng phát triển cho định và huệ, trợ tiến cho hành giả mau đến được thành quả. Nếu thân không có sự kiểm thúc, giữ gìn nơi giới, sẽ dễ tạo ra các tội lỗi, tâm sẽ dao động mà sanh diệt theo thất tình lục dục, thì khó có thể an tâm niệm Phật. Lạc các cõi thanh tịnh của chư Phật, sở dĩ không có 3 đường ác đạo địa ngục súc sinh ngạ quỷ, là do các chúng sinh nơi đó không tạo các nghiệp dữ chiêu cảm mà thành. Nên ta đã trồng nhân lành trì giới niệm Phật thì chắc hẳn đường về cõi Phật không còn xa. Như có bài kể: Nam mô A Di Đà, không gấp cũng không hưỡn, tam tiếng hiệp khấn nhau, thường niệm cho rảnh rõ. Đây là bài kệ hướng dẫn niệm Phật, sự lý viên dung từng bước rõ ràng, làm kim chỉ nam cho người tu tịnh nghiệp. Đó là những kinh nghiệm tu tập đưa đến thành công trên con đường tu đạo của Hòa Thượng. Chúng ta khi mới bước đầu niệm Phật cần có sự thực tập chánh niệm, từng câu rõ ràng rành mạch, tâm ghi nhận rõ trong mọi hoàn cảnh. Nếu gặp chuyện đến thì làm, xong việc lại nhiếp tâm niệm Phật, thực tập lâu ngày thành thói quen, công phu lâu thêm phần đắc lực. Khi đó không cần tác ý để niệm mà tâm tự sẽ niệm. Đạt đến trình độ này trong nhà Phật gọi là bất niệm tự niệm. Từ đó gia công tu tập khiến cho những vọng niệm lần hồi suy giảm, thay thế bằng câu Phật hiệu, đạt đến sự chuyển nhất nơi tâm. Các pháp trần không còn cơ hội xen vào được nữa. Khi được cảnh giới này thì hành giả thân tuy ở ta bà, nhưng tâm đã dạo chơi miền tịnh độ, chắc thật không hư. 3 món tư lương này được ví như cái đảnh có 3 chân, thiếu một chân ắt sẽ không vững. Tín nguyện hạnh cũng lại như vậy. Ngài Ngẫu Ích, tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông dạy rằng, được vãng sanh hay chăng là do lòng tín, nguyện có hay không,
phẩm vị cao hay thấp tùy vào sự tu trì sâu hay cạn. Môn niệm Phật tùy thấy có vẻ đơn giản, nhưng mà xét cho cùng đã hàm chứa tất cả các giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã để lại, như lục độ vạn hạnh, đại sư Ngẫu Ích từng dạy, người chân thật niệm Phật buông bỏ thân tâm thế giới là đại bố thí, niệm Phật không khởi tham sân si là đại trì giới, niệm Phật không quản nhân ngã thị phi là đại nhẫn nhục, niệm Phật không gián đoạn không tạp vọng là đại tinh tấn, niệm Phật không còn vọng tưởng thô tế là đại thiền định, niệm Phật không để các pháp trần làm mê hoặc là đại trí tuệ. Người niệm Phật phải lấy đó làm thước đo đạo hạnh của mình để không bị lầm lạc vào lỗi tự cao thấy mình tu giỏi. Môn niệm Phật với bản nguyện độ sanh của Phật lợi ích rộng lớn như thế, nên thuở xưa trong Pháp hội Hoa Nghiêm, sau khi giải nói 10 đại nguyện vương cho thiện tài đồng tử xong rồi, Đức Phổ Hiền Vương Bồ Tát đã dùng lời khuyến tấn hết cả hội chúng đồng phát nguyện sanh về cõi cực lạc Tây Phương của Đức Phật A Di Đà để mau tròn bản nguyện thành Phật lợi sanh. Thế nên mỗi hành giả đã và đang đi trên lộ trình giải thoát, ít nhất hãy dành chút thời gian nhìn lại đường tu của mình, chọn lấy pháp môn phù hợp nhằm lợi ích cho thật trong hiện đời. Vì thân người khó được, Phật pháp khó nghe, pháp môn tịnh độ lại càng khó gặp. Nếu đời này không đạt được thật ích nơi đạo thì những đời sau khó tránh khỏi nỗi khổ nơi ba đường. Ấn Quang Pháp Sư, một bậc cao tăng cận đại từng bảo: thời mạt pháp chúng sanh nghiệp nặng tâm tạp, nếu ngoài môn niệm Phật mà tu các pháp khác nơi phần gieo trí tuệ phước đức căn lành làm nhân duyên đắc độ về sau thì có, nơi phần liễu thoát luân hồi trong hiện thế thì không. Những lời trên đây chúng ta phải để tâm, thường tự răng nhắc để ngày sau về cõi liên bang dự hội liên trì đồng thành Phật đạo.